sau á. Thứ Ok. Ok, thứ ba tuần sau á, nhiệt độ ở Sài Gòn á cao nhất là 32 độ C, thấp nhất là 25 độ C. Trời sẽ có mưa vào buổi sáng và có sấm sét vào buổi chiều. Ok. Hơi ẩm của nó là 85%, sức gió là 13 km. Ok. Thì mình sẽ coi cái sức gió đó, cái sức gió nó mạnh như vậy đó, ở 13 km một giờ đó, 13 cây số một giờ đó, thì là mình phải coi, mô giáp sẽ coi coi là sức gió nó thổi từ đâu. Nó thổi từ, thường thường là nó thổi từ biển vô, tức là nó thổi từ cảng Sài Gòn vô. Ok, thì nếu mà nó thổi từ cảng Sài Gòn vô á, thì nó sẽ thổi từ đông sang tây, thường thường là nó như vậy. Nhưng mà nếu như nó có những cái áp thấp nhiệt đới, nó có những cái cơn bão, thì cái sức gió nó sẽ không có đi từ đông sang tây nữa, nó sẽ đi theo một cái hướng khác. Và hoặc là nó có những cái cơn mưa bất chợt, ví dụ như vậy, thì cái sức gió của nó sẽ đổi. Cái thời tiết bây giờ người ta dự báo như vậy thôi, tới đó là nó sẽ khác. Thì WWF sẽ liên tục cập nhật cái thời tiết bữa hôm đó để coi cái thời tiết bữa hôm đó là có mưa không, mưa thì có ngập đường không.